Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kính chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, hiện nay bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung vào sản xuất vụ lúa đông xuân. Trong đó thì cỏ dại là đối tượng mà bà con nông dân đặc biệt quan tâm. Như vậy thì làm thế nào để quản lý cỏ dại một cách hiệu quả để cho vụ lúa đông xuân năm nay đạt năng suất cao? Đây là nội dung mà các nhà khoa học sẽ trao đổi cùng bà con trong chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 42 với chủ đề Sức Mạnh Sinh Học chủ động quản lý cỏ đông xuân 2014-2015. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành thực hiện. Trước hết xin giới thiệu các nhà khoa học tham gia chương trình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, Trường Đại học Cần Thơ. Tiến sĩ Trần Quang Giào, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Kiên Giang. Và thạc sĩ Lê Công Bằng, phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Bên cạnh 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay qua điện thoại, thì chương trình còn có 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay có kèm theo hình ảnh tình huống gửi về cho chương trình. Do đó mà bà con có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho cán bộ kỹ thuật của công ty Tân Thành tại địa phương, hoặc là gửi về theo địa chỉ bưu điện Tổ tư vấn sức mạnh sinh học công ty Tân Thành, số 3165, thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, hoặc là qua địa chỉ email sucmanhsinhoc@tanthanh.co.vn. Bên cạnh đó thì công ty Tân Thành có giải thưởng ảnh tình huống với 3 tiêu chí lựa chọn như sau. Thứ nhất là bà con có nhiều ảnh câu hỏi được chọn công bố trong các chủ đề trực tiếp nhất. Thứ hai là tổng số lượng ảnh tham gia trên tổng số kỳ trong năm nhiều nhất. Thứ ba đó là chất lượng ảnh tốt. Công ty Tân Thành sẽ có 3 giải thưởng là 3 chiếc điện thoại di động, chụp ảnh và truy cập Internet tốt được trao cho bà con trong chương trình cuối cùng của năm 2014. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời bà con nông dân cùng các nhà khoa học theo dõi ghi nhận để hiểu rõ hơn những vấn đề mà bà con nông dân quan tâm ở vụ lúa đông xuân sớm. Những hình ảnh này chúng tôi vừa ghi nhận tại buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ nông dân Tân Thành ở ấp Sáu Trường, xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Vấn đề bà con nông dân quan tâm hiện nay là việc chăm sóc cây lúa phát triển tốt ở giai đoạn đầu vụ, quản lý hiệu quả cỏ dại và lúa cỏ. Thưa bà con, thì hiện tại thì tỉnh Kiên Giang chúng ta đã xuống giống gần hơn là 2/3 diện tích. Dự định là đến ngày 10 tháng 1 là sẽ xuống giống dứt điểm các diện tích còn lại ở những vùng như là Tứ Giác Long Xuyên và Tây Sông Hậu. Thì đầu vụ đông xuân năm nay, bà con chúng ta lo ngại nhất đó là cỏ dại và lúa cỏ. Tại vì hai cái đối tượng này là nó gây hại rất là nghiêm trọng đến năng suất cũng như là cái chất lượng của lúa. Thì ngay từ bây giờ, bà con chúng ta có những cái thắc mắc hay là những cái băn khoăn gì thì mình cứ nêu lên để chúng ta cùng nhau thảo luận ạ. Cho tôi hỏi cái mà cỏ dại có thể lan truyền những dịch bệnh nào đến hại đến cây lúa? Rồi cỏ lớn xịt thuốc ít có tác dụng hay không? Rồi nên phun thuốc cỏ vào giai đoạn nào là tốt nhất? Cho tôi đổi đặt câu hỏi với các nhà khoa học đi. Vụ đông xuân này tôi sợ nhất là lúa cỏ, vì lúa cỏ nó rất là khó trị. Vì vụ rồi ruộng tôi bị nhiễm lúa cỏ đó, là nên bán được không được giá, nên hỏi các nhà khoa học có cách nào quản lý lúa cỏ tốt hơn không? Tôi thì loại cỏ lòng vực, cỏ đuôi phụng thì tôi không sợ nó rồi. Tôi chỉ cần xịt thuốc cỏ bút là nó sẽ chết sạch. Còn trên mặt ruộng còn lại cỏ chát, cỏ lát. Như vậy là tôi không biết cách nào để cho việc cho sạch cái nhóm cỏ chát và cỏ lát cho tốt hơn. Xin cảm ơn những câu hỏi của bà con. Thì được biết chú Hiếu là chủ nhiệm câu lạc bộ TTF của công ty Tân Thành và cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc trồng lúa. Vậy thì xin mời chú Hiếu chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho bà con được biết về những cái khó khăn mà thành viên trong câu lạc bộ mình gặp khó khăn. Thì cỏ thì nó dây chuyền ra mà nấm bệnh rồi gầy nâu rồi sanh ra nhiều nấm bệnh đó. Rồi cỏ, nếu cỏ xịt cỏ bự thì nó không hiệu quả. Nếu mà khi ta làm đất xịt tiền đẩy mầm thì rất tốt.
Tôi thì tôi kinh nghiệm tôi mần ruộng, thì tôi xịt mờ diệt mầm quanh đúp, thì tôi thấy là cỏ dưới lúa cỏ là ít lên không lên, cỏ chắc lát thì mờ ruộng tôi thì không có, nhưng mà nếu có thì tôi hỏi nếu mà công ty bên Tân Thành nó có thuốc gì xịt cỏ chắc lát thì cho chúng tôi biết. Thì xin cảm ơn những cái kiến chia sẻ của chú Hiếu. Để cho bà con chúng ta hiểu rõ hơn, thì nhân dịp chương trình Sức mạnh sinh học được phát sóng trên đài truyền hình Kiên Giang, thì các nhà khoa học sẽ góp ý để giúp cho bà con chúng ta trong cái việc quản lý cỏ dại vụ đông xuân năm nay nó được tốt nhất. Qua buổi sinh hoạt của câu lạc bộ nông dân Tân Thành thì mời ý kiến trao đổi của các nhà khoa học có thể trao đổi với bà con. Trước hết thì mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Kính chào anh Hiếu và các thành viên, nói chung là các chú nông dân ở trong câu lạc bộ. Thì qua cái hình ảnh, tức là qua đoạn băng vừa rồi đó, mình thấy rõ ràng là bà con mình cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện mình quản lý cỏ, rồi phòng trị nó bằng nhiều cách. Và trong đó thì có cái biện pháp khoa học. Thì nói chung á, cây cỏ là cái cây có thể nói là ký chủ phụ, tức là trên đó khi mà mình gặt lúa, cắt lúa rồi đó, thì trên đồng không còn cái cây nào cả. Thì cây cỏ chính là cái nơi mà lưu tồn các loại dịch hại ở trên cây cỏ. Thí dụ như là những cái sâu bệnh á, thì sâu thì mình có con rầy nâu, và sâu cuốn lá, rồi nhện dế dân, những con nó ở trên cỏ chung quanh bờ các thứ chuyện. Rồi bệnh thì nhiều thứ lắm, bệnh thì rất là nhiều, thí dụ như là bệnh trái lá, tức là những con nấm ở trên đấy. Rồi bệnh gạch nâu, đốm nâu, rồi kể cả cái bệnh vi khuẩn nè, nó cũng sống lai lắt ở trên cái chủ phụ. Rồi khi nào mình có cái màu xanh, tức là mình xả xuống bắt đầu lúa mọc lên, thì bắt đầu các cái loại nấm vi khuẩn, rồi kể cả nhện dế côn trùng nó cũng đều từ trên nó xuống. Tức là mình gọi là cái nguồn gốc lây lan. Đó mình cái hình mình thấy rõ ràng đó là con rầy nâu. Vậy thì bà con thấy cỏ dại nó là cái nơi lưu tồn và cái nguồn là tiếp diễn các loại dịch hại sâu bò bệnh tật nó tiếp cận để cho cái vụ lúa hôm năm sau nó lại gây hại tiếp. Như vậy thì trong cái biện pháp diệt cỏ thì thường thường nó có hai cách. Là cách thứ nhất là tiền nảy mầm, tức là mình diệt cỏ trước khi xạ khoảng chừng một ngày, mình gọi là trừ một đấy, và cho phép mình diệt trễ hơn, tức là cộng thêm 3 ngày nữa, nghĩa là trừ một cộng 3 là thời gian dùng thuốc trừ cỏ, gọi là tiền nảy mầm là tốt nhất. Mà nếu bà con mình có điều kiện quản lý đất đai tốt, mặt bằng nó bằng phẳng và đủ nước, thì bà con mình xử lý thuốc tiền nảy mầm là trước xạ một ngày là hiệu quả cao nhất. Nghĩa là có thể nói là hầu hết tất cả ba cái nhóm cỏ đều chết. Còn nếu mình xịt trễ hơn, ví dụ là sau một ngày, hai ngày, ba ngày thì vẫn hiệu quả nhưng nó không bằng. Đấy. Rồi trong trường hợp còn lại, nếu mà trễ hơn nữa thì lúc đó thì bắt đầu cỏ nó mọc lá. Thì lúc đó mình nên quét lại, mình gọi là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm. Tức là mình diệt những cái cỏ nào mà nó còn sót lại. Sót là tại vì nhiều khi nước nó không đủ, hoặc là nó nằm ở trên khơi, mình phun thuốc nhiều khi thuốc nó không tiếp cận, tại nó không có mọc mầm được, cho nên là nó không hiệu quả. Thì lúc bây giờ thì nó sẽ mọc tiếp tục, nó ra lá. Thì lúc bây giờ thì mình nên là gì, áp dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, và nó cho phép mình xài tới khoảng tối đa khoảng chừng 20-21 ngày thôi. Vậy thì nếu bà con mình sử dụng thuốc mà kém hiệu quả, tại vì mình trễ tức là mình phun không đúng thời điểm, mà thời điểm đúng nhất thì chỉ có tiền nảy mầm là từ 1+4, hoặc là trễ hơn là khoảng từ cộng 4 trở về sau là tới khoảng 20-21 ngày thôi. Còn trễ hơn nữa là cây cỏ nó lên lá rồi, thân cứng rồi, rễ ăn sâu rồi. Đấy, thậm chí lúc đó nó chuẩn bị là nó chuyển ra cái giai đoạn là nó mọc tạo hoa tạo hạt, tức là nó chuyển sang giai đoạn sinh dục rồi. Vậy thì lúc bây giờ thuốc cỏ không còn hiệu quả. Cho nên cái quan trọng nhất là bà con mình phải sử dụng thuốc trừ cỏ là phải đúng thời điểm, và thứ hai là đúng liều lượng. Nói chung là hãy đúng thời điểm, đúng liều lượng thì chắc ăn lại hiệu quả nó tốt. Kết hợp với nếu nước nó có đủ nữa thì nó có thể nói là ăn chắc. Nói chung thì bà con mình nên sử dụng là một là tiền nảy mầm, hai là hậu nảy mầm, và phải giữ nước và nên giữ đúng liều là hiệu quả cao nhất. Cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Và chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến trao đổi của Tiến sĩ Trần Quang Giàu với bà con nông dân ở câu lạc bộ Tân Thành. Thì qua cái bà con nông dân trong sinh hoạt câu lạc bộ, ngoài cái cỏ nói chung thì thấy bà con cũng quan tâm tới lúa cỏ. Thì dân đúng như anh Nguyễn Văn Sơn ở Dòng Riền đã nhận xét, tức là cái anh thấy là cái lúa cỏ nó khó diệt hơn nhiều so với những cái loại cỏ thông thường khác. Thì bởi vì chúng ta biết lúa cỏ thì thật sự nó cũng là lúa, nó cũng có những cái đặc tính sinh học giống như cây lúa trồng của chúng ta. Thì do vậy nếu mà chúng ta sử dụng thuốc cỏ để chúng ta diệt cây
cây lũ cỏ thì cây lúa trồng chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Rồi do vậy thì để cái việc mà phòng trị lúa cỏ đạt hiệu quả cao á, thì bà con nông dân phải áp dụng tổng hợp nhiều cái biện pháp mà chúng ta có thể là sử dụng ngay từ đầu vụ, thậm chí từ những cái vụ trước. Cụ thể là nếu mà bà con điều tra thấy trên ruộng nó xuất hiện cái lúa cỏ thì ở cái giai đoạn mà lúa cỏ bông đó thì bà con nông dân chúng ta cần phải là cắt bỏ những cái bông lúa cỏ đó. Thì cái chúng ta phân biệt cái bông lúa cỏ với bông lúa thường là cái bông lúa cỏ chúng ta thấy thường là cái chiều cao cái lúa cỏ thường nó cao hơn cây lúa thường. Rồi vậy khi mà chỗ nó chúng ta thấy thường nó cao hơn. Và cái hạt lúa cỏ thì chúng ta thấy là cái nó có râu ở trên hạt, có cái râu dài. Và cái màu sắc của cái vỏ hạt thì chúng ta thấy thường là nó có màu nâu sẫm. Thì chúng ta thấy những cái đặc điểm đó thì chúng ta cắt bỏ những cái bông mà bà con cho đó là lúa cỏ có những cái đặc điểm đó. Thì cái biện pháp này rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta cắt bỏ cái những cái hạt lúa cỏ này thì nó sẽ tránh giảm được cái hạt lúa cỏ nó rơi xuống ruộng và nó làm cái nguồn lây lan cho những cái vụ sau. Và cái biện pháp thứ hai nữa thì bà con dân chọn những cái giống mà chúng ta gieo trồng đó không có lẫn cái hạt lúa cỏ. Thì một là chúng ta sử dụng cái khử lẫn như tôi vừa trình bày. Thứ hai, bà con dân có thể mua những cái giống xác nhận để bà con dân chúng ta trồng. Tại vì cái giống xác nhận thì cái quy trình đó người ta đã có khử lẫn rồi. Vì vậy chúng ta sẽ tránh được cái giống lúa đó nó có lẫn với cái giống lúa cỏ. Và thứ ba nữa, bà con nông dân trước khi gieo xạ bà con phải làm đất cho kỹ bằng phẳng để chúng ta diệt hết những cái cỏ mà cỏ lúa cỏ nó đã mọc ở trên ruộng. Và sau khi xạ thì bà con nông dân phải là cho nước vào sớm, tức là khoảng là 3-4 ngày sau khi xạ thì bà con nông dân phải cho nước vào ruộng. Bởi vì chúng ta biết là nếu mà ruộng chúng ta để nó thoáng khí gì thì cái hạt cỏ và lúa cỏ nó sẽ có điều kiện cái không khí đó nó có. Thì khi mà khô, mặt ruộng khô đó thì nó sẽ mọc lên. Vì vậy sau khi chúng ta xạ thì chúng ta cho nước vào để chúng ta ém cỏ. Và cái biện pháp cuối cùng là chúng ta cái biện pháp sử dụng thuốc hóa học. Thì về cái biện pháp thuốc hóa học thì hiện nay thì nó có hai cách. Một là chúng ta nhử cho cái cỏ, lúa cỏ nó mọc lên. Tức là ở trên ruộng chúng ta cho nước vào, sau đó chúng ta rút nước ra. Thì khi chúng ta cho nước vào thì hạt cỏ, hạt lúa cỏ nó sẽ có nó hấp thu cái nước và bắt đầu nó sau khi chúng ta xả nước ra nó có không khí nó sẽ mọc. Thì khi nó mọc thì chúng ta sử dụng những cái loại thuốc mà cái không chọn lọc chúng ta phun thì nó sẽ diệt hết những cỏ đã mọc ở trên ruộng sau đó chúng ta xả. Hoặc cái cách thứ hai là chúng ta sử dụng thuốc cỏ tiền để mầm. Thì cái thuốc cỏ tiền để mầm thì chúng ta phải sử dụng sớm, có thể là sử dụng trước khi xạ một ngày đến là khoảng 1-2-3 ngày sau khi xạ. Nếu chúng ta sử dụng trễ hơn nữa thì cây lúa cỏ nó sẽ không hiệu quả. Bởi vì cây thuốc cỏ tiền để mầm á, thì nó thường người ta chế cái loại thuốc này nó có hai chất. Một là cái chất mà nó diệt được cỏ, hai là cái chất an toàn. Thì cái chất an toàn là cây lúa nó sẽ hấp thu qua rễ. Do vậy khi mà chúng ta phun cái thuốc cỏ sớm thì lúc đó cây lúa cỏ nó chưa có ra rễ thì như vậy nó sẽ không hấp thu được cái chất an toàn, tức là nó không bị giải độc được, thì nó sẽ bị ngộ độc chết. Trong khi cây lúa chúng ta do chúng ta ngâm nó có rễ rồi, chúng ta xạ thì cái rễ nó có khả năng hút được cái chất an toàn vì nó giải được cái độc của thuốc. Thì đó là một số biện pháp mà bà con nông dân chúng ta muốn cái quản lý hiệu quả cây lúa cỏ thì chúng ta phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp gì thì mới là quản lý cái đối tượng này hiệu quả. Đó là một số cái biện pháp trao đổi cùng bà con. Dạ, cảm ơn những thông tin trao đổi của tiến sĩ Trần Quang Giao. Dạ, xin mời thạc sĩ Lê Công Bằng có thể tư vấn cho bà con. Xin chào bà con trên đài, xin chào quý thành viên câu lạc bộ. Thì qua hai nhận xét của hai diễn giả cũng cho thấy được cách quản lý cỏ bằng pháp kỹ thuật, công tác canh tác, rồi phương pháp lựa chọn giống xác nhận để cho chúng ta được cái nguồn giống tốt và không bị nhiễm cỏ và lũ cỏ. Thì về phía phản ánh của thành viên câu lạc bộ, trong đó có chú Châu là lo ngại cái chắc lát. Thì ngoài bên cạnh đó thì cái lồng vực đưa phụng thì chú cảm giác yên tâm rồi, bởi vì đây là cái sản phẩm bút nó mang lại hiệu quả cho cái hai đối tượng này. Tuy nhiên cái chắc lát thì hiện nay cái thật sự thì cái sản phẩm bút hiệu quả không cao. Bên cạnh đó thì chỗ chú Hiếu cũng có nhận xét và cũng chia sẻ, cũng lo ngại là cái chỗ là chắc lát hiện nay công ty Trân Thành chưa có. Hỏi hiện nay công ty Trân Thành có chưa? Thì cũng kính thưa quý thành viên trong câu lạc bộ và bà con, thì chắc lát thì hiện nay chúng tôi đã qua 2 năm
nghiên cứu và khảo nghiệm rất nhiều loại cái thành phần hay là hoạt chất thuốc để chúng tôi tìm ra loại thuốc hiệu quả nhất. Thì chính thức vụ đông xuân này thì chúng tôi đã bắt đầu cho ra cái sản phẩm mang thương hiệu mới, đó là cái vitamin. Thì nói chung thì hiện sản phẩm này chúng tôi đã được về tới công ty rồi, nhưng mà để đảm bảo tính hiệu quả tuyệt đối nữa thì chúng tôi bắt đầu đưa tất cả các vùng kỹ thuật của vùng để chúng tôi phun lại lần nữa, kiểm tra lần cuối, đạt hiệu quả tốt thì chúng tôi bắt đầu phân phối xuống bà con sử dụng. Thì cũng hy vọng là cái sản phẩm này sẽ được bà con tiếp đón kịp thời trong vụ đông xuân này để bà con quản lý được cái chất lát nó tốt hơn. Xin kính chào. Dạ, cảm ơn những thông tin trao đổi của thạc sĩ Lê Công Bằng. Cỏ dại là một trong những đối tượng gây hại nghiêm trọng cho cây lúa. Chúng sinh sôi nhanh chóng, tranh hấp thu chất dinh dưỡng trong đất, làm cho cây lúa còi cọc. Ngoài ra, cỏ dại còn là nơi trú ngụ của rầy nâu, nấm bệnh, gây thiệt hại lớn đến năng suất. Làm sao để quản lý cỏ dại hiệu quả ngay từ đầu? Quy Đức 500EC, thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, xử lý cỏ một lần trên ruộng sau khi xạ. Để thuốc trừ cỏ Quy Đức 500EC phát huy hiệu lực tốt nhất, bà con có thể sử dụng trước khi xạ hoặc từ 0 đến 3 ngày sau khi xạ. Xử lý càng sớm thì hiệu quả càng cao. Lưu ý, khi diệt cỏ bằng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Win Đức 500EC, bà con cần xử lý bề mặt ruộng bằng phẳng, ruộng càng bằng phẳng thì hiệu quả càng cao. Qua quá trình thử nghiệm trên các ruộng lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Win Đức 500EC đã thực sự phát huy được hiệu quả cao nhất trong phòng trừ cỏ dại gây hại. Đây là ruộng lúa không diệt cỏ, còn đây là ruộng lúa đã được xử lý bằng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Win Đức 500EC. Cơ chế tác động: Retilaler thấm vào mầm cỏ và kìm hãm sự phân chia của tế bào, làm mầm cỏ ngừng sinh trưởng và chết. Khác với cỏ, rễ lúa hấp thu được chất an toàn fenchlorin nên không bị gây hại bởi Retilaler. Điểm nổi trội của Win Đức 500EC so với các loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm khác trên thị trường là có hàm lượng chất an toàn cao fenchlorin, không gây hiện tượng chết mộng hay chết vụn, rất an toàn cho lúa xạ tay cũng như xạ hàng. Win Đức 500EC diệt trừ hiệu quả nhiều loại cỏ ở cả ba nhóm cỏ: hoa bản, lá rộng, chát lát. Thời điểm tốt nhất để bà con sử dụng Win Đức 500EC là phun trước xạ hoặc sau khi xạ từ 0 đến 3 ngày. Liều lượng sử dụng: 50ml thuốc pha cho bình phun có dung tích 25 lít nước. Win Đức này thì nó có cao, hiệu quả cao lắm, diệt được ba nhóm cỏ mà xịt rồi, thí dụ mà có mưa ha, mưa thì ứ lại rồi bữa sau cũng an toàn, cỏ vẫn chết, lúa không hư mộng hư vậy chân. Vụ hè thu này tôi xài cái Win Đức 500EC của công ty Tân Thành. Thì sau khi diệt mầm tôi thấy ruộng rất sạch cỏ và mầm lúa không bị ức chế. Rồi các cái dũng cũng lên ngon lành, ruộng tôi rất là sạch cỏ nên tôi rất tâm đắc với sản phẩm Win Đức 500EC của công ty Tân Thành. Liều lượng xử lý: 50ml thuốc pha cho bình máy 25 lít nước. Lúa xạ tay, thời điểm xử lý từ 0 đến 3 ngày sau xạ, hiệu lực diệt cỏ đạt trên 90%. Lúa xạ hàng, thời điểm xử lý sau 1 đến 2 ngày, hiệu lực diệt cỏ đạt trên 90%. Nồng độ thuốc trừ cỏ rất cao, diệt được tất cả các loại cỏ. Hàm lượng chất an toàn cho lúa rất cao. Win Đức 500EC, một giải pháp hiệu quả trong việc phòng trừ cỏ dại và có tính an toàn cao đối với cây lúa. Win Đức 500EC giúp cho cây lúa phát triển khỏe mạnh ngay từ đầu vụ, góp phần mang đến cho bà con những vụ mùa bội thu. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được câu hỏi có kèm theo hình ảnh tình huống gửi về của bà con để giao lưu với chương trình. Bây giờ xin trả lời câu hỏi cho anh Ngô Văn Cảnh ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Anh hỏi là tôi vừa xịt cỏ được 3 ngày do ruộng không giữ nước được nên giờ ở trên ruộng đã cạn nước. Cho hỏi là như ở trên hình thì cỏ chát đã trúng thuốc, như vậy giờ không còn nước ở trên ruộng thì nó có chết hay không? Những cây cỏ mới thì có mọc lên hay không? Câu hỏi của anh Cảnh, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai có thể tư vấn cho anh Cảnh ạ. Dạ. Xin chào anh Cảnh và quý khán giả xem đài. Qua cái hình ảnh mà anh đã chụp và anh gửi cho bên đài đó, chúng tôi cũng có tham khảo. Thì tôi cũng nhìn, mình đoán, mình dự đoán thôi. Thì cái hình bên tay, nhìn màn hình bên tay phải, mình thấy có hai cái nhỏ nhỏ phía dưới, tức là cái thân cái lúa đó. Còn cái mà xanh đậm, tức là cái lá lúa đó, thì chứng tỏ là cái lúa này cũng chắc cũng khá lớn. Tôi nghĩ là khoảng chừng 7 tới 10 ngày đó. Còn cái hình ở giữa khoanh tròn tròn đó, mình thấy đó là cái hình của cái cây cọ. Mà đây là chắc là nhóm chát lát, bởi vì nó cái lá nó xòe xòe, nó theo chiều ngang đó. Thường thường thì cái chát lát thì nó mọc theo cái kiểu tam giác đó mà. Cho nên mình thấy là rất là nhiều cái cây cỏ còn nhỏ. Mà cái lá thì mình thấy bắt đầu là nó hơi biến vàng rồi, nó ngã ngang rồi,
Đây, và bắt đầu nó có hiện tượng lá héo. Thì đây là cái hiện tượng cho thấy là cây cỏ bắt đầu chết, tức là thuốc bắt đầu là có hiệu quả, tức là nó ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, cho nên là cây cỏ bắt đầu nó không có thể tiếp tục sinh trưởng phát triển, có nghĩa là héo từ từ. Thì như vậy thì mặc dù